bệnh tật bủa vây, Seal Black có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ Seal Black đã có những tâm sự về cuộc sống hiện tại, cũng như những ảnh hưởng của căn bệnh tiểu đường, huyết áp cao mà cô đang mắc phải. Trong chia sẻ của mình, Seal Black ướt đẫm nước mắt khi kể lại cuộc sống cơ hàn của mình hiện tại. Nữ ca sĩ cho biết, sức khỏe quá yếu nên nữ ca sĩ không thể tự mình kiếm tiền lo liệu cho gia đình như xưa. Nhất là những công việc như làm nông lại càng trở nên quá sức, cô chỉ có thể làm việc vặt giúp con cái. Thậm chí tình hình sức khỏe lại ngày một nguy hiểm khi cô đang phải gánh cả hai căn bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Chỉ một thời gian ngắn mà Seal Black đã sút đến 10 kg, thân thể tiều tụy khiến không một ai khỏi lo lắng. Ngày trước khi tôi 70 kg thì không một ai phải lo cả, bây giờ tôi sút hơn 10 kg thì tất cả đều lo, có người không nhận ra. Mỗi lần như vậy tôi đều nói đùa rằng mình thiếu ăn nên sút ký, nhưng thật ra tôi bị tiểu đường và bác sĩ khuyên không nên ăn nhiều tinh bột. Trước đây tôi rất sợ rau, thậm chí nhìn thấy rau đã khó chịu trong người, nhưng cũng do sợ bệnh tình biến chứng nên cố gắng giảm cơm, ăn càng nhiều rau càng tốt. Seal Black cho biết do huyết áp của Seal Black cao hơn người bình thường, nên bác sĩ bảo nữ ca sĩ có thể ra đi bất kỳ lúc nào vì rất khó phát hiện triệu chứng bệnh. Đây chính là nỗi lo lớn nhất khi cô đứng trên sân khấu. Dù vậy, trong lần tái xuất trở lại sau một thời gian tĩnh dưỡng, nữ ca sĩ cho biết sân khấu đối với cô vẫn là một sự thiêng liêng và cô vẫn muốn dấn thân một lần nữa. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định mình có phần né tránh báo chí vì sợ những tờ báo ác ý lại viết không tốt. Chính vì tình trạng sức khỏe không cho phép nên Seal Black không muốn phải nhận thêm bất kỳ cú sốc nào vì chắc chắn cô sẽ không sống được.